Rồi anh em nào có nhu cầu mua một chiếc xe xúc lật GCB hoạt động ok hết rồi các bạn nha. GCB con này cái gầu khủng khiếp ta. Cái gì? Cái này gầu nó mấy khối anh? Gầu mấy khối? Gầu 2 khối đúng không? 2 xe XL nè. Quay. Nó mới mắc cả giờ nó cũ rẻ không? Hả? 200 lên 200. Sao bơm nước anh để nó gãy rồi. Hơn 200 thôi hả? Hả? Cái gì? Máy lạnh luôn hả? SL2 2 khối anh ơi. Thôi quay máy quay không nổi rồi. Bình yếu quá. Có xả gió gì không? Đạp ga lớn lên. Lên ga lớn lên. Ôi không ra hồn rồi anh ơi. Vỏ đồ còn đẹp ha. Vỏ Michelin 405-10 trên 70R20. Cái bánh sau này thì hơi xấu xấu nứt nè. Răng nè. Rồi bánh sau này cũng xấu xấu nè. Cặp bánh trước thì đẹp. Cầu dầu. Xài cầu dầu thủy lực. Rồi mình lên cabin coi. Máy lạnh. Rồi cái gì đây? Không có giờ chạy. 2727 giờ chạy. Đây. Có lý á chứ. Yên zin luôn. Yên nỉ zin. Máy lạnh toàn phần. Ra đây chắc. Thôi bình yếu quá rồi. Chưa nổ được. Không nổ. Sáng chạy ra đây được mà không nổ. Giờ bán nhiêu anh? 210 triệu hả? Đúng rồi. À. Đét cho đời là cao lắm á. Có bớt không? Có mấy lần luôn. Hai cầu. Thủy lực, full thủy lực. Gầu xúc. Hai khối. Rồi, rất kinh khủng. Rồi. Bạn nào có nhu cầu thì cần mua thì cứ việc mua.